Cái hồi á, chú biết không, cái hồi đầu tiên á, bà Nga đã không cầm được nước mắt khi vừa vĩnh viễn mất đi một người hàng xóm thân thiết vì một tai họa từ trên trời ập xuống. Bà lên bà đóng cửa sổ rồi nó ập xuống bà, con người bà lột da hết, xong rồi người bà còn không khóc kia chú. Nhiều người cho biết, biển quảng cáo này được xây dựng khoảng hơn một năm nay. Ngay từ thời điểm làm trụ, người dân đã không đồng ý vì khu vực này thường xuyên có dông lốc, mưa lớn và sấm sét. Quá lo sợ, họ đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Nhưng sau đó, trụ quảng cáo cao hơn 20 mét với hàng chục tấn sắt vẫn được dựng lên. Tại vì thấy cái bảng quá trời lớn luôn mà biết là khu vực này rất là gió. Hầu như tại sao là bãi đất trống mà gió đây còn là gió độc không mà. Hồi đầu tiên á, nó làm... Nó dè qua tôi khoảng 5 thước tây, tôi không có chịu. Tôi qua tôi nói với lại giám đốc, chú đưa qua tôi 5 thước quá tôi không có chịu, nhà tôi hư. Chiều cái nó qua nó nói ở trên trời mà có ăn nhậm gì. Mấy người ở đây người ta cũng có xuống với phường hay à, xuống phường người ta cũng có nói cái bản như thế đấy. Nhưng mà phường người ta không giải quyết, người ta nói cái này là người ta có xin giấy phép đàng hoàng rồi. Cuối cùng thì tai họa lại đổ lên đầu những người dân. Không chỉ tại quận Bình Tân mà nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều biển quảng cáo đang trong tình trạng khiến nhiều người lo lắng. Những biển quảng cáo này không chỉ nằm trong khu đông dân cư mà còn nằm bên cạnh những tuyến đường đông đúc. Trong khi đó, tình hình thời tiết được cho là tiếp tục có những diễn biến khó lường, khiến cho những nguy cơ tai nạn vẫn đang hiện hữu, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.